Có hàng tỷ phương tiện được di chuyển mỗi ngày. Nó mang lại sự tiện lợi cho con người. Mặt khác, tổ chức khủng bố, tội phạm có thể sử dụng phương tiện để che giấu, buôn lậu các mặt hàng bất hợp pháp. Các địa điểm an ninh cao cấp như sân bay, căn cứ quân sự, nhà tù, biên giới, khách sạn dễ bị nguy hiểm. Vì thế, việc kiểm tra các phương tiện là rất quan trọng để ngăn chặn các vật phẩm bất hợp pháp xâm nhập vào những nơi được quy định. Công nghệ Dahu đã cống hiến hết mình cho ngành giám sát trong nhiều thế kỷ. Trong hệ thống giám sát phương tiện, được phát triển mới để kiểm tra xe. Hai loại UVSS được ra mắt để đáp ứng các tình huống ứng dụng khác nhau. Thứ nhất, UVSS cố định là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng lâu dài, nơi có thể đào đất lên để lắp đặt. Thứ hai, UVSS di động, thuận tiện để loại bỏ, nhằm thích hợp cho các trạm kiểm soát tạm thời. UVSS cố định bao gồm Module Quest UVSS, cảm biến vòng lập, tủ điện và PC. Module Quest UVSS thông qua từ phát triển tuyến tính màu của camera công nghiệp, có thể chụp lấy toàn bộ và cho hình ảnh rõ ràng của khung gầm xe với chiều rộng 4.500mm và tốc độ 50 km/h. Màn LED 480W cung cấp ánh sáng động để chụp ảnh rõ nét ngay cả ngày và đêm với các điều kiện sáng khắc nghiệt. Cấu trúc thép không gỉ hỗ trợ tải tối đa trên 50 tấn. IP68 chống thấm nước và nhiệt độ hoạt động phạm vi rộng, đảm bảo hoạt động của nó trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt. Camera nhận diện biển số tự động có thể được tích hợp với nhau, giúp khách hàng quản lý phương tiện tốt hơn. UVSS di động sử dụng thiết kế hộp di động tất cả trong một, không cần xây dựng, chỉ cần cắm nguồn và chạy rất linh hoạt. Hệ thống camera có thể dễ dàng thiết lập tại các vị trí để nhanh chóng tăng cường bảo mật như trạm kiểm soát, vị trí sự kiện. Phần mềm trên máy khách hàng dựa trên PC cung cấp hướng dẫn để sử dụng và có thể xem lại hình ảnh HD của khung gầm xe, video trực tiếp và ghi lại. Thuật toán chuyên nghiệp cung cấp hình ảnh biến dạng thấp và có thể tổng hợp hình ảnh trong vòng 1 giây sau khi xe thoát khỏi cảm biến vòng lập. Lý tưởng nhất là phóng to hình để có thể xem chi tiết hoặc tìm kiếm hồ sơ một cách dễ dàng thông qua biển số hoặc thời gian. Dahu UVSS đã được triển khai rộng rãi ở các thị trường Trung Quốc và quốc tế. Sân bay quốc tế ở Việt Nam, Tổ chức Y tế của Thổ Nhĩ Kỳ, Trạm An ninh Tân Cương, Trạm Nghiên cứu Nguyên tử Phúc Kiến, Nhà tù Bắc Kinh, v.v. Sự hài lòng của khách hàng được đảm bảo với Dahu UVSS là một hệ thống kiểm tra xe an toàn, thông minh, đáng tin cậy. Dahu Technology.